Ok, tiếp tục những con đầu V6 cuối cùng của năm 2021. Nhanh tay thì còn nha. Clip này là em test cho bác Khoát ở thành phố Hải Phòng và một bác Thanh ở thành phố Lào Cai. Một con, hai bác, hai con đầu V6. Test kết hợp để khoe các bác đôi loa toàn giải phễu của Mercedes lên phun thùng phun chép. Mời các bác chủ nhân xem clip test rồi chờ hàng nha, ngày mai nhận được luôn. Đây là radio này. Này. Lời hát tình yêu trong trái tim. Chép tách tách luôn. Đấy. Ấn cho radio này. À. Giữ 3 giây là lưu. 3 biển 3 đồng. À. Tiếp tục chọn 90 này. Vì vậy mỗi tháng nên thay rẻ rửa bát một lần để đảm bảo vệ sinh. Bác bác Khoát lấy USB 32GB em test USB cho bác này. Bác cắm vào là được này. Có thể khiến hóa chất càng ngấm sâu vào trong bề mặt xoong nồi hay các loại bát đĩa. Thậm chí nếu là nữa. Cắm vào là nó tự động nó nhảy reading USB. Này. Kính chào toàn thể anh em đam mê audio cả nước. Chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio, địa chỉ tại tòa nhà HH4C Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Rồi, test đĩa. Sơn Loa Audio. Test đĩa cho bác này. Nhiều đồ chơi về đầu xịt. Đấy. Test đĩa cho bác nha. Nghe chất âm của đôi loa toàn giải mẹt cho anh em nghe thưởng thức luôn. Quá hay luôn đấy. Bên em có bán những cái bộ USB như thế này và các bác nhá, 32GB tuyển chọn hơn 15 năm anh em chơi audio sưu tầm cho nên em đã gói gọn vào trong này. Nhạc gì có 40 thư mục, 40 thể loại nhạc. Nhạc gì có anh em nhá, nghe cả năm. Cứ 32GB này 350.000 phía free ship luôn. Đầy đủ. Đấy. Test cho bác xong rồi nhá, em xin phép giao hàng. Đấy. Chơi về đầu CD ô tô, lo toàn giải, âm liên đề và các đường lo bình dân đến cao cấp. Một bác khách, bác Khoát ở Hải Phòng, bác Thanh ở Lào Cai. Còn một con này là của bác Quảng Bình, bác gì quên tên rồi mà. Ba bác đi luôn nhá. Ok.